Vừa qua, cộng đồng mạng xã hội ở thành phố Đà Nẵng đang rất bất bình trước đoạn clip được chia sẻ về việc một nhóm thanh niên có hành vi hành hung thô bạo với nữ nhân viên gác chắn đường sắt. Trước tình hình này, công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ các đối tượng có liên quan. Đây là km 789+524 thuộc địa bàn phường Chính Gián, quận Thanh Khê, nơi xảy ra vụ hành hung nhân viên gác chắn. Anh Nguyễn Ngọc A, người chứng kiến toàn bộ sự việc, dù anh và bạn bè đã cố khuyên bảo nhưng vẫn không ngăn được hành vi nói trên của các đối tượng hành hung. Cùng nhậu, cùng uống quán, cùng đi luôn mà để anh em là sống nhau để uống bia cho vui. Rồi cái tự nhiên tới đây là Tống Y gắt trắng, cái là tự nhiên họ trắng cái barrier lại, rồi cái tự nhiên hắn lại vô đi gai gỗ họ. Đường gắt trắng là nguy hiểm mà coi như họ là vô đánh họ là sao hoàn toàn hết. Rất nhanh chóng, công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã tiếp cận hiện trường và triển khai công tác xác minh, thu thập thông tin ban đầu. Nhóm thanh niên nói trên, sau khi gây ra sự việc hành hung gây thương tích, đã rời khỏi hiện trường. Đến tối ngày 20 tháng 2, các đối tượng có liên quan đã dần được xác định. Xác định vụ việc có chắc là rất là phức tạp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn phường. Nên là công an phường đã chỉ đạo quyết liệt trong việc truy tìm đối tượng thông qua các biện pháp nghiệp vụ, nhất là các công tác trích xuất camera tại hiện trường và ghi lời khai các nhân chứng tại hiện trường, thì cơ quan công an phường xác định được các đối tượng tham gia của vụ việc. Ba đối tượng gồm Dương Quang Tuấn, 39 tuổi, Huỳnh Quang Huy, 22 tuổi, cùng trú phường Chính Gián, và Lương Huỳnh Minh Trí, 32 tuổi, trú phường Hòa Khê, được mời về trụ sở để hợp tác điều tra. Tại cơ quan công an, Tuấn và các đối tượng liên quan đã thừa nhận do mâu thuẫn với hai nhân viên gác chắn khi đang đóng chắn để tàu qua. Tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng nên đã chờ tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên. Đúng, em sai rồi, em chạy tới, có uống được uống bia, có sai ban đầu. Công an phường có đưa camera lên cho em coi thì em mới biết, chứ còn khi lúc việc đó thì em cũng không để ý lắm. Nên là qua cái vụ việc này cũng công an phường Chính Gián cũng cảnh báo với lại tất cả mọi người dân, nhất là tầng lớp thanh niên, trong quá trình cư xử này, sinh hoạt này và sinh sống, mình phải có cái sự kiềm nén, kiềm chế bản thân, không để những cái hành vi nhỏ mà dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, mà nhất là cái bản thân cái người mà người vi phạm thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Vụ việc hiện đang được công an quận Thanh Khê thụ lý điều tra.